xin chào anh chị em là quyền trang thì hiện tại là em đang ở ấp thới của xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang thì ở đây có một miếng đất diện tích tới là ba m mét vuông mặt tiền tới 50 mươi mét lận nha bán giá là hai tỷ rưỡi em quay cho anh chị mình xem ha thì đây là cái miếng đất mà hôm nay quyền trang giới thiệu cho anh chị mình nè thì à, em xin giới thiệu về trước về con đường trước ha đất của mình nó là sẽ nằm trên đường thông đường thông này thì à, có dự án là mở đường là hai mét rưỡi Ờ, nhưng mà cái con đường hiện tại của mình á thì à, em thấy á, hai bên đó, đất có là cũng được khoảng hai mét rưỡi rồi đó anh chị à, nhưng mà đổ đa nó thì mới đổ có khoảng nửa tấc thôi con đường này á à, cái hướng ngược lại của em á là sẽ thông ra ngoài đường à, quyện 35 à, gần chỗ cầu bà lung rồi đó anh chị còn mà cái hướng bên này nè mình sẽ thông ra ngoài đường à, bà miễu đâu ha thì ở đây thì rất là gần vĩnh kim luôn à, con đường của mình á thì nói chung á là có dự án mở đường thì sau này chắc chắn với anh chị là sẽ mở đường thôi có điều là thời gian chính xác có thì quyền trang không biết ha thì giờ trước nhà của mình á là trước đất của mình á là sẽ có cột điện nè mấy cây cột điện này là mới cặm vô đó anh chị thì ở đây là điện nước wifi đầy đủ hết luôn xung quanh đó thì nhà hàng xóm thì cũng kha khá ha đó bên này là bên giường của nhà hàng xóm nè đó anh chị xem Đấy, đây là bên giường của nhà hàng xóm ha Nè, cái hướng này là hướng mà đi ra ngoài đường huyện 35 đó anh chị Rồi, bây giờ Quyền Trang sẽ quay lại tới cái miếng giường mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nha Thì đây, đây là cái miếng giường mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè Giường của mình á, có tổng diện tích đó là 3.000m2 À, chủ đất nói á, thật ra là cái diện tích của chủ đất á, là tới khoảng ba à, à, 3 công rưỡi lận nhưng mà cái lúc mà làm sổ á, là ở ngoài sau của mình nó có một con sông Xin chào anh chị em là Quyền Trang thì hiện tại là em đang ở ấp thới của xã Đông Hòa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì ở đây là có một giường uh, cây ăn trái với diện tích là 3.000 mét vuông chủ kêu giá là 2 tỷ rưỡi là cái miếng đất này nè hôm nay Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha à nếu mà anh chị nào mà thích một cái miếng đất mà nó gần chợ vĩnh kim nè gần trường học ủy ban gần lộ nhựa à, và ở ngoài sau là có một con sông nữa thì đó chính là cái miếng đất này ha thì à, trước tiên á quỳ trang giới thiệu về đường đi trước đất của mình á hiện tại là mình chỉ đi được đường xe máy thôi à, nếu như <laughs> nếu mà gọi là đổ đan á thì nó chỉ có nửa tất hả anh chị nhưng mà khoan 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 Anh chị đừng vội bỏ đi Thì cái con đường này của mình nó là đường thông Một bên nó là nó sẽ thông ra ngoài lộ nhựa Lộ nhựa đó gọi là đường Nguyện Lộ 35 luôn Còn một đường đó là nó sẽ thông ra ngoài đường Bà Miễu ha Thì cái con đường này nè Là có dự án mở đường hai mét rưỡi À tới lúc này anh chị sẽ nói với em là Em ơi dự án thì biết tới khi nào nó mới mở à thì anh chị cứ tin quyền trang nha anh chị cứ yên tâm là ở đây có dự án mở đường thì chắc chắn với anh chị là sẽ mở đường tại vì khi mà anh chị về á thì uh, nói chung ở ngoài uh, lộ nhựa bên này nè là nó cũng đang đang làm à nó đang làm luôn rồi nói chung ở đây nè anh chị là ở tiền giang chỗ em á là có dự án mở đường là mở đường rất là nhiều luôn thì nếu như mà anh chị nào đã theo dõi cái kênh của quyền trang thì anh chị sẽ thấy là rất là nhiều đường đã làm xong rồi ha rồi thì uh, do mở đường á, thì mình phải cặm mấy cái cột đèn lại với cái trụ cột điện rồi đó anh chị nè cái trụ này là cũng mới cặm lại nè nó chưa có dân uh, uh, điện nhiều nhiều ha nhưng mà đây là cột mới luôn đó anh chị thấy không Nãy thì cái dự án mở đường này là hình như là ở bên ủy ban xã cũng biết và uh, anh chị có thể hỏi thăm những cái hộ dân quanh đây thì người ta sẽ trả lời cho anh chị hay để anh chị yên tâm hơn ha rồi thì à, đất của mình nó là điện nước, wifi đầy đủ hết luôn. Đây là cái miếng đất mà Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè. Miếng đất của mình á tổng diện tích đó là 3 000 mét vuông. Chủ đất nói với em á là thật ra là nó hơn 3 000 mét vuông lận. Nhưng mà cái lúc mà chủ đất làm sổ lại á thì à, trừ cái à, ở ngoài xa có con kênh thì trừ cái bờ kênh nè, rồi ở ngoài trước đường đi nè Nói chung là trừ tùm lum hết là chủ đất còn có 3 000 mét vuông thôi. Rồi chủ kêu giá là hai tỷ rưỡi. Bây giờ quyền trang quay ha. Thì cái ranh giới là ở chỗ này. Này ranh giới là ở chỗ này nè anh chị. Bề ngang của mình á là 50 m từ ở bên này đi ngang qua 50 m luôn. Chiều dài á thì cái hướng bên này nè chạy dài xuống á là 55. Còn chiều dài ở bên kia á, chiều dài chạy xuống á là 65 nha. Đất mình á thì sạch đẹp không màu mã gì hết. Nhưng mà em thấy là À, hai bên á, hai bên cái chiều dài á anh chị đây là bên nhà hàng xóm thì sẽ có mã ha thì cái chỗ mà em đang đứng á, bên cái chiều dài 55 ở đây nè thì bên hàng xóm là ở bên này có mã đó anh chị thấy không đó rồi bây giờ quyền trang sẽ đi qua à, cho anh chị mình xem ha ở đây nè cái vị trí rất là đẹp luôn em thấy á, là gần à, sát bên vĩnh kim luôn á một lát á, em sẽ mở định vị cho anh chị xem đó. Rồi anh chị thấy là cái con đường của mình dự án là mở đường hai mét rưỡi nè. Cho nên là đường thì cũng khá là thông thuận luôn. Bây giờ là chỉ cần dọn dẹp cây cối lại thôi. Rồi mình đổ đan nữa là tuyệt vời. Mặt tiền 50m lận nha. Nè. Mặt tiền 50m á. Là nó sẽ tới cái chỗ mà cây dừa Mã lai ở đây nè anh chị. Đó anh chị thấy cây dừa Mã lai đó không? Nó, nó tới đó luôn nha. Còn bên này là bên nhà hàng xóm nè Ở đây mình có thêm một con đường nữa nha Đó Con đường này á thì cũng mở khoảng hai mét rưỡi á thì chạy lên trung bình là khoảng tầm chừng 100 trăm m hoặc là 120 trăm hai m thôi là mình sẽ tới cái lỗ đan lỗ đan đó là em thấy là đổ được hai mét rưỡi rồi nhưng mà đổ tới đó thôi còn cái khúc ở này là chưa đổ nhưng mà nếu như mà à, em thấy là cũng gần nếu không á à, Ờ chắc không tới 100 mét đâu phải không mà à năm chục mét thôi à anh chị ơi hình như là nó nằm ở cái khúc này nè cái khúc mà xanh xanh ở đây nè anh chị thấy không hình như là tới đó là đã đổ là hai mét rưỡi rồi đó vậy là nếu như mà anh chị mình gấp á mình muốn đường ô tô vô tới nhà thì anh chị có thể đổ từ ở đó mình nhà nước không đổ thì mình có thể tự mình đổ luôn tại vì hai bên đường là còn trống rất là nhiều ha đó mình đổ trước vô nhà của mình cũng được đây thì nó sẽ nhà đất của mình ở đây nè anh chị nè ha có đất của mình nó thì xung quanh giáp dòng mới là có hàng gào bao quanh hết rồi tới đây nha chỗ cây dừa nè đó anh chị thấy không chỗ cây dừa đó rồi bây giờ em sẽ đi vô cho anh chị mình xem thử nha nay đây, đây là cột điện nè đó anh chị xem điện nước wifi là đầy đủ hết thì giường của mình nó là đất thì cũng cao ráo sạch đẹp À, trong vườn á thì giờ trồng dừa với à, dừa Mai lai với bưởi, đây. đất ở đây là đất nước ngọt nha. thì anh chị mình nó là có thích cây ăn trái gì á mình à, về rồi mình trồng lại cũng được, mình trồng thêm cũng được. nói chung là đất ở đây là nước ngọt. ở ngoài sau thì nó gần sông nữa. đất mình nó thì à, sạch đẹp. nhưng mà bên hàng xóm á, thì có mã nha. em sẽ quay cho anh chị mình xem nó anh chị thấy không nè thì nờ, em thấy á, bên ở đây á, thì mã sẽ nhiều hơn bên cái chiều dài bên này nè mã sẽ nhiều hơn cho nên nó là nếu như mà anh chị mình không quen á mình có thể um, xây xây tường tới xây tường cao chắn ngang qua ha nó à, đối diện với bên này nè là mình sẽ có nhà hàng xóm đối diện luôn nhà hàng xóm của mình ở bên này khá là đông vui một lát á, em uh, quay cho anh chị mình xem để anh chị nói là ở một mình thì anh chị càng lo lắng hơn ha đó à. rồi em xin nhắc lại một lần nữa nha tổng diện tích miếng đất của mình á là ba nghìn m vuông chủ kêu giá là hai tỷ rưỡi chủ đất nói là giá chắc giá luôn đó anh chị chú nói là giá không bớt luôn thì à, có gì á sau này á anh chị mình về xem đất á thì à, 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 mình gặp trực tiếp với chủ đất rồi mình nói chuyện với chủ đất xem ấy, là mình có duyên không và à, chú có vui vui chú bớt cho mình không ha đó một vườn cây ăn trái ha đấy chủ yếu là trồng bưởi với dừa thôi đấy anh chị làm cỏ sạch sẽ là nó sẽ đẹp hơn rồi em dẫn anh chị đi thẳng ra ngoài sau nha. Thì ở ngoài sau mình nó có một cái bờ đê. À, ngoài bờ đê đó là sẽ là tới một con sông. Thì anh chị nào mà thích à, ở ngoài trước có là mặt tiền đường đi nè, ở ngoài sau có con sông thì à, tuyệt vời rồi. Em thấy có hệ thống tưới tiêu sẵn luôn nè anh chị. Đó anh chị xem nè, mấy cái hệ thống tưới tiêu nè. Đó nay con ở ngoài sau này là cái con sông nè à, em thấy ở chỗ này nè chú nói chung là chú chủ nhà thì cũng lớn tuổi rồi cho nên là chú ít khi chăm sóc lắm à, vì vậy cái chỗ này cỏ hơi nhiều ha đây là cây lê ma nè anh chị đó phải không ta Lê kim ma không nhiên ừ. đây nè tới cái bờ đê của mình là ở đây tới đây là bờ đê rồi nè anh chị chú nói là hồi đó chú bị mất đất khá là nhiều luôn tại vì cái từ cái bờ đê này đi ra nè chú nói là cũng hết nửa công của chú luôn rồi này anh chị xem nè ở ngoài trước mình á là có con sông nè anh chị đó à, sông này thì là sông cũng lớn và nó nó thông nha Ờ, nhưng mà cỏ với lục bình đồ á nó chặn hết trơn rồi anh chị nào mà thích xong á thì sau này á mình về cái mình dọn dẹp lại đó anh chị thấy không nè mình dọn dẹp lại mình dọn cỏ mình dán cỏ lên mình dán lục bình lên đó mình làm một cái lưới á mình chặn lại con sông này cũng khoảng cả chục mét đó nha đó mà cỏ hết trơn rồi À bây giờ em mới thấy là ở uh, cuối đất ở bên kia hàng xóm cũng có mã nữa nè. Ấy vậy là miếng đất của mình uh, trong đất thì không không có màu mã gì hết nhưng mà xung quanh hàng xóm đều có hết ha. Đó. Rồi bây giờ để Quyền Trang mở cái uh, định vị lên cho anh chị mình xem. Sau đó em sẽ đi ra ngoài lộ uh, uh, tí xíu nữa cho anh chị mình ngắm ha. Này đất của mình là hướng tây nha anh chị Đó, đất là hướng tây thì anh chị xem nè à, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà quyền trang đang đứng á thì anh chị thấy là ngay chợ vĩnh kim luôn thì à, từ đây mà mình đi ra chợ vĩnh kim thì khoảng tầm chừng hai ba phút thôi thì ở chợ Vĩnh Kim á thì mình sẽ có chợ Vĩnh Kim nè Rồi từ à, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Rồi Ủy ban nhân dân, rồi bệnh viện hay là trạm y tế đâu á à, Chùa và nhà thờ là có đầy đủ hết luôn Đó anh chị xem Một cụm luôn Vĩnh Kim á là chuẩn bị lên... Um, thị trấn hay là thị xã vĩnh kim á anh chị nói chung là chuẩn bị lên một bậc nữa thì à, em lúc trước em có nghe nói là ở ấp vĩnh thới vĩnh kim á ở cái chỗ này của mình nè à, là một phần á là sẽ được lên vĩnh kia lên thị thị xã luôn á nói chung là rất là cái miếng đất ở vị trí ở đây thì rất là có tương lai luôn à, đường á là có nói chung là có khả năng là ô tô vô tới nè tự anh chị làm là xe ô tô vô tới luôn ha à, đất thì đẹp, đẹp mặt tiền thì rộng mà gần sông nữa à, giá này á, thì à, nói chung á em thấy trên đường này là khúc ở ngoài thì lúc trước em cũng có quay một miếng miếng đó thì đẹp hơn gọn hơn chủ đầu tư nhiều hơn cho nên là kêu giá là một tỷ lận còn có miếng của mình thì nói chung là làm cây này thì em thấy là nó cũng già rồi anh chị để dành hai hàng cây để dành chơi thôi rồi xung quanh thì anh chị mình trồng lại cây khác ha nói chung là mình sẽ mất thời gian mình chăm sóc hơn với giáp ranh của mình thì cũng hàng xóm thì cũng có mã đó anh chị đó, thì giá là tám trăm rưỡi thì nó rẻ hơn bên kia ha thì em thấy giá này là cũng nói chung là cũng hợp lý nha anh chị cũng không có mắc đâu à, rẻ thì không rẻ rồi nói chung là giá thì nó ổn thôi rồi em đi ra ngoài tí xíu nữa em quay cho anh chị mình xem ha Nhiên yeah. ở đây thì không gian là trong lành mát mẻ rồi ở đây cũng rất là an ninh nha anh chị không có trộm cướp gì đâu hàng xóm thì vui vẻ em đi qua góc bên này cho anh chị mình ngắm thử nha đó anh chị xem nè nói chung là chuẩn bị làm đường á mấy cây dừa này nè người ta dễ dẻ rồi nè anh chị thường giống như là mấy cây dẻ vậy là mấy cây đó phải đốn mất cái này là bên uh, hàng xóm nè anh chị xem nó bên hàng xóm nè còn uh, đây là bên uh, bên giáp ranh của mình đó anh chị thấy không đường này thì còn đi thông nữa nha rồi thì anh chị nào thích miếng này thì alo cho quyền trang hay em sẽ dẫn anh chị mình đi xem ha À, miếng đất của mình á, mặt tiền là 50 mét sẽ tính từ ở bên này đi qua bên kia ha là 50 mét giá là 2 tỷ rưỡi à, đất mình nó thì sạch đẹp không màu mã gì hết à, rất là đẹp luôn nhưng mà bên hàng xóm thì có mã ha à, đây là cái phần đất ở bên hàng xóm nè này Đó.